Phép lạ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ. Những phép lạ là những dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời. Phép lạ đầu tiên xảy ra tại bữa tiệc đám cưới. Một nan đề xảy đến, không có đủ rượu cho mọi người. Mary, mẹ của Chúa Giêsu cho ngài biết về nan đề, kế đến bảo người hầu là theo lời Đức Chúa dạy. Chúa Giêsu phán, hãy đổ nước đầy vào các vại và vậy này đi, họ có lẽ đã hỏi lại, nước ư? Đúng vậy, nước là những gì Chúa Giêsu muốn. Chúa Giêsu bảo người hầu múc nước từ cái vại lớn cho người quản tiệc nếm thử, nước bây giờ đã trở thành rượu, rượu ngon, loại rượu ngon nhất. Người hầu rất ngạc nhiên, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu, chỉ có Chúa mới làm được phép lạ như vậy. Chúa Giêsu đã làm những phép lạ khác. Vào một buổi tối, Chúa Giêsu và những môn đệ của mình đến nhà Phi-e-rơ. Mẹ của Phi-e-rơ đang bị sốt cao. Chúa đã chạm tay người phụ nữ đang ốm. Chỉ chốc lát, bà ta khỏe lại. Bà ta ngồi dậy hầu việc Chúa Giêsu và những môn đệ. Dường như cả thành phố tập trung ngoài cửa tối hôm đó, và rồi người bệnh, người mù, người câm, kẻ điếc và người què cũng kéo đến. Thậm chí những người bị quỷ ám cũng kéo đến đông nghịt. Chúa có thể giúp được nhiều người như vậy không? Chúa Giêsu con trai của Đức Chúa Trời có thể giúp được, và Chúa Giêsu đã giúp họ. Tất cả những người đến với Chúa đều được chữa lành. Những người dành cả cuộc đời trên cặp nạn bây giờ có thể đi, chạy và nhảy nhót. Những người bị bệnh phong nặng cũng đã đến. Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ và họ đã lành bệnh. Đàn ông, đàn bà bị quỷ ám cũng đang đứng trước mặt Chúa Giêsu. Ngài ra lệnh cho quỷ dữ biến đi. Và quỷ đã vâng lời Ngài, và những người không hạnh phúc và luôn sợ hãi đã trở nên điềm tĩnh và vui mừng. Phía sau đám đông, bốn người đàn ông đang cố gắng giúp bạn mình tiếp cận Chúa Giêsu, nhưng họ không thể đến gần. Họ có thể làm gì đấy? Bốn người bạn đã đưa người bạn đang bị ốm lên mái nhà và dỡ mái ngói để đưa anh ta xuống. Bây giờ anh ta đang ở gần Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nhìn thấy đức tin của bốn người bạn. Ngài nói với người đàn ông bị ốm, tội lỗi của ngươi đã được tha thứ, hãy bước ra khỏi giường và bước đi. Người đàn ông đứng dậy và khỏe mạnh. Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh ta. Về cái câu mà là nói là mọi người được chữa, tất cả những người đến với Chúa đều được chữa, nhưng mà không có biết là má không có nhớ cái câu này ở trong Kinh Thánh. Thà những người nào Chúa chữa lành thì là sẽ được chữa lành. Nhưng mà họ đến, họ ở trong số đông này thì không có biết là họ đã có. Nếu mà họ không có gặp Chúa Giêsu thì không có biết họ chữa lành hay là không. Tùy theo chuyện ở trong Kinh Thánh thôi. Má không có nhớ cái câu nào ở trong Kinh Thánh là nói là Chúa Giêsu chữa lành cho mọi người mà đến với Ngài cả. Không phải là nếu mà Ngài không có gặp họ. Má không có biết, má không có rõ về cái chuyện đó. Rồi họ đưa ngói xuống. Bây giờ anh ta đang ở gần Chúa Giêsu. Rồi right here là Chúa Giêsu đã nhìn thấy đức tin của bốn người bạn. Ngài nói với người đàn ông bị ốm, tội lỗi của ngươi đã được tha thứ, hãy bước ra khỏi giường và bước đi. Người đàn ông đứng dậy và khỏe mạnh. Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh ta. Ngay sau đó, Chúa Giêsu đi xuống thuyền cùng với các môn đệ. Một cơn bão dữ đang nổi lên giữa biển. Chúa Giêsu đang ngủ. Những môn đệ kinh hoàng đánh thức Chúa Giêsu. Họ khóc lóc, lạy Chúa hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi không muốn bỏ mạng nơi đây. Chúa Giêsu ra lệnh, hãy tan đi. Ngay lập tức, biển lại yên. Hãy yên đi chứ, tại sao hãy tan đi? Ngay lập tức biển lại yên bình. Những người môn đệ thì thầm cùng nhau, người đàn ông này là ai? Thậm chí cả gió và biển cũng vâng lời Ngài. Họ tin rằng Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời vì những phép lạ thể hiện sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng. Thi Thiên 119 câu 130.